chào mừng tất cả bà con đến với livestream của trại cây giống Trường Phát ạ. Và mời bà con cùng đến với cơ sở 4 của trại cây giống Trường Phát. Và cơ sở này bà con có thể thấy được là hệ thống ao bạc mà trại cây giống Trường Phát chuẩn bị để sản xuất các loại cây giống mà bà con của mình thường yêu cầu. Và hôm nay thì em sẽ quay cho bà con trực tiếp quy trình, đó là thu cá, kéo cá bê vàng giống ở dưới ao ương lên để sinh thu ra. Và mời bà con cùng đến với cái mặt người ta nha chú ạ. Dạ, bữa lên TV đó. Chợ lại thể thao đó. TV vừa lên. Nhìn xa đen ghê lại vàng hả? Nhìn như nhìn như mấy cái nụ của bông mai á. Nãy giờ máy lưới rồi anh, máy tay lưới rồi anh Trung hả? Ok. Như có thể thấy được cá rất nhỏ nhưng mà màu vàng ươm luôn ạ. Tào lao. Kỳ lớn và đang được mở rộng thêm của cả cây giống Trường Phát để nhằm sản xuất đảm bảo được số lượng mà bà con của mình yêu cầu và các loài mà bà con của mình mong muốn. Trời ơi nắng quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sát bờ quá trời. Thấy mật độ cá của ở trong ao rất là lớn. Trong điện thoại bà con có thể thấy được là những chấm nhỏ li ti, số lượng cực kỳ lớn cá bê vàng của trại cá giống Trường Phát sản xuất ra ngày hôm nay. Anh cầm cái vợt đi theo anh Trúc. Cái vợt anh cầm đi theo à? Vợt cho em chỉ có. Trại cá giống Trường Phát đang trên con đường đó là sẽ sản xuất tất cả các loại cá giống mà bà con của mình cần. Nó chưa lên lên sáng nắng đó là nó vàng à, đi. Mày có thấy điều gì không? Mày có thấy điều gì không? Nặng. Nặng quá. Ý. Đi rồi. Vang chưa? Có mà gió nữa không nữa rồi. Thì đổ đi, mày đổ cái đó đi, mình lọc còn cái đó. Chậm cái lỗ lại. Chậm cái lỗ lại, không. Đây, con của mình có thể thấy em đang đưa mẫu cỡ gần hơn. Đây là những chú cá bê vàng giống. Có thời gian là 2 tuần tuổi à. Cái cà nó màu vàng à. Bà con thể thấy dưới nước mật độ cực kỳ dày. Thank you.
Để như thoa qua đây nè, thay hồ luôn. Đó tối đó mà tốn vô hết cái kia vũ luôn rồi. Rồi anh Trung xúc cho một vợt nè. Đây đây đây. Bay quả bốn lại lớn thiệt nó mái chèo nó nổ tình cảm kịp thì điện nó ngay là
này hả? Cái trâu ra gần này thì mấy anh kỹ thuật á. Ừ, đó. Thành. Ê, ê, người đâu cãi rồi. Có kìa, có kìa, bu đầy người luôn. Dễ thương, dễ sợ. Bà con đang xem là quá trình thu cái bi vàng giống 20 dưới eo ương lên nha bà con nhé. Và vừa rồi thì em vừa quay cho bà con, mời bà con cùng ngắm lại một lần nữa khung cảnh của cơ sở sản xuất cơ sở 4 là cây giống Trung Phát. Và vừa rồi em vừa quay cho bà con xem đó là quy trình trực tiếp quy trình thu cá bì vàng giống 2 tuần tuổi từ dưới ao ươm lên để sang thưa ra để ăn giống khác là tiền chăm sóc và lên được sai giống để bán cho bà con. Thì bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại bà con những live stream lần sau. Những live stream khác thì em sẽ quay cho bà con trực tiếp quy trình thu cá khác cả cái